tình yêu mà người nhân. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại, có lẽ anh và em mình chia tay, kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau, không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này, người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được, rồi ngày mai sẽ quên anh. Mọi người ủng hộ nhá. Chúng ta đã được nghe ca khúc Xin lỗi người anh yêu. Tuyệt vời quá gia đình mình ơi. Chúng ta đang ở top 4 rồi và cách khoảng cách của người top 3 chỉ có 5.000 điểm thôi. Mọi người cùng kéo lên nào. Hôm nay chúng ta cùng làm một điều gì đó cho nó vui nhỉ. Gia đình Lương Gia Huy kêu tất cả FC vào để ủng hộ đi nào. Cho mình một chút tình cảm của mọi người đi. Anh em kéo lên nào. Ở bên đấy anh em Thanh ổn không? Rất hay. Ok. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại, có lẽ anh và em mình chia tay, kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau, không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này, người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được, rồi ngày mai sẽ quên anh. Hạnh phúc ấy sao quá mong manh, để giờ đây ta đã rời xa nhau. Một tình yêu mà anh ước mơ thuở nào, nhưng giờ đây anh phải ra đi. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này, người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được, rồi ngày mai sẽ quên anh thôi, rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi mà mình hát bài hát tiếp theo thì mình có một vài chia sẻ với tất cả các bạn. Mình thấy khi mà mình hát thì có rất nhiều FC của mình vào đây. Bởi vậy nên là cần nhất vẫn là những cái comment mà phải văn minh,
Tại vì chúng ta lên đây không phải là các bạn mình nghĩ là các bạn đến đây đều dành tình cảm cho nghệ sĩ chúng tôi. Và anh em chúng tôi cũng vậy, vào đây cũng không đòi hỏi một điều gì quá đáng, cũng không đòi hỏi những điều quá nhiều. Nếu mà so với những cái điều mà chúng tôi đầu tư vào để có một cái buổi live stream như thế này để gặp gỡ tất cả các bạn, so với những gì các bạn dành cho chúng tôi thì nó là một trời một vực. Bởi vậy các bạn phải hiểu một điều rằng là chúng ta sống bằng tình cảm, và chúng ta phải dành cho nhau những tình cảm tuyệt vời nhất. Chứ không phải là mình đọc được những cái tin nhắn và những cái comment, nó có một số cái nó không được vui cho lắm. Mình vẫn xem và vẫn theo dõi rất là nhiều những cái tình cảm của FC của tôi đây. Bởi vậy nên là mọi người nếu như mà thấy ai mà có những hành động không tốt thì mọi người có thể đuổi ra ngoài cho tôi. Tại vì là anh em chúng ta lên đây nó rất là khác so với những nơi khác. Không phải là lên đây để mình câu view hay mình làm điều gì cả, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn là mọi người vào đây được nghe nhạc và đúng nghĩa của nó. Bởi vì chúng tôi là một người nghệ sĩ chân chính, và chúng tôi cần nhất đó chính là tình cảm của mọi người, tình cảm của các bạn. Các bạn lên đây nghe nhạc, các bạn yêu mến chúng tôi bởi những ca khúc của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, thì chúng tôi phải có nhiệm vụ là phải hát cho các bạn nghe, phải làm một điều gì đó để cho các bạn hài lòng, để tránh những cái tình trạng rằng là người ta nói rằng là ờ sao mà anh nghệ sĩ này lên đây nói nhiều thế mà anh không có hát cho các bạn nghe. Bởi vậy nên ngày hôm nay thì mình muốn là phải chuẩn, phải nét, và mình sẽ chỉ VK với những người anh em thân thiết nhất của tôi thôi. Đó, anh Huy là một người anh rất là thân của tôi, và tôi muốn rằng là hôm nay thì anh em chúng tôi phải dành thời gian cho nhau. Hiện tại đến bây giờ đã sắp sửa đạt cái cột mốc 2.000 người theo dõi ở trên buổi live stream ngày hôm nay rồi. Chúng ta còn mấy chục người nữa thôi. Sắp tới thì anh em chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm hợp tác cùng với nhau. Và trước khi hát thì mình cũng muốn chia sẻ một chút thông tin nhỏ nhỏ ngày hôm nay. Tại vì Châu Cải Phong thì sắp tới sẽ phát hành những bài hát mới. Hiện tại thì cái dịch Covid-19 cũng đã sắp sửa gọi là đi vào hồi kết rồi, và anh em chúng tôi sắp sửa đi diễn trở lại. Và với suy nghĩ của tôi, lúc nào cũng vậy, tôi muốn làm những cái điều mới mẻ nhất cho tất cả các FC của tôi. Tôi không muốn là mình là một người nghệ sĩ mà trong suốt 4 năm hay là 5 năm trời chỉ hát một bài hit duy nhất để tặng cho khán giả. Và mình phải muốn làm một điều gì đó, dù ít dù nhiều. Chúng tôi sẽ phải làm những sản phẩm tâm đắc nhất để tặng cho tất cả các bạn. Và đã không đi hát thì thôi, đã không đi diễn thì thôi, mà đã đi là phải có bài mới để tặng cho tất cả các bạn. Bởi vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn lên đây để thông báo với tất cả các bạn rằng sắp tới thì Châu Cải Phong sẽ phát hành bài hát mới. Không chỉ một bài mà sẽ có rất nhiều bài. Chúng tôi sẽ có những cảnh quay ở tại Sài Gòn và ở tại Đà Lạt và rất nhiều cái tỉnh thành ở Hà Nội và Sài Gòn để tặng cho tất cả các bạn. Hy vọng rằng là mọi người nếu như mà ai yêu mến chúng tôi sẽ luôn luôn dành tình cảm cho anh em chúng tôi. Đó là những liều thuốc tinh thần và những lời động viên tuyệt vời nhất. Còn bây giờ thì mình muốn nghe được cái giọng nói của ca sĩ Lương Dâu Huy ngày hôm nay. Anh từ nãy nói điều gì? Nói hay quá. Tại vì bao nhiêu những lời gì cần nói thì em đã nói hay thay cho tất cả mọi người rồi. Và nãy giờ thì đã đọc những cái comment là mọi người đều ủng hộ anh em mình hết. Bởi vì mọi người nói ủa đây phải ca sĩ không, mà sao ca sĩ rảnh cũng vậy đi lên đây hát. Thật sự là mọi người phải biết được rằng nghệ sĩ cũng như tất cả các bạn thôi, mà đang cái mùa dịch này mọi người phải cảm ơn đi. Bởi vì nếu không có cái mùa dịch này thì nghệ sĩ cũng không rảnh để lên đây hát đâu. Mọi người vẫn phải đi chạy show hết. Nhưng mà cái vấn đề là anh em lên đây hát cũng là để một cái giao lưu. Và cảm ơn coi như là trò Lương Tùng Anh đã là người kết nối anh em lên với một cái sân chơi Bigo. Đại gia đình Bigo rất là tuyệt vời. Toàn những người yêu thương lên là khen hai anh em hát hay rồi. Khen mọi người rất là vui. Thế thì bây giờ để đáp lại cái tình cảm của đại gia đình FC Châu Cải Phong bên ấy, thì đầu cầu bên đây Lương Dâu Huy sẽ hát tặng một bài hát này mãi mãi. Anh em mình sẽ là cái tình huynh đệ. Được, nói đi, đấy anh em mình là một rồi. Biết điều rằng là tại sao mà anh em chúng tôi không có like những cái giờ cao điểm, ví dụ như 7-8 giờ tối, không phải là chúng tôi không biết được là những cái thời điểm đó thì các bạn sẽ vào đông hơn. Phải nói thật là chúng tôi đã đi làm nghề rất là lâu rồi, và Châu Cải Phong đã từng lập kỷ lục khi mà live stream ở trên Facebook với 120.000 người cùng xem cùng một lúc rồi. Tại vì lý do tại sao đó chính là khán giả yêu mến chúng tôi. Nhưng mà tại sao cái thời điểm này thì chúng tôi chỉ dành thời gian live ở trên Bigo vào lúc 12 giờ khuya là 1-2 giờ sáng. Phải nói thật là ngày ban ngày thì chúng tôi bận nhiều việc lắm. Ngoài đi hát thì chúng tôi còn kinh doanh mà còn làm rất nhiều thứ nữa. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng tôi chỉ sống bằng cái đồng lương đi hát ít ỏi này, mà chúng tôi phải làm nhiều điều lớn hơn để cuộc sống của chúng tôi được đảm bảo. Chứ bây giờ mà đi hát, ví dụ như một show có 40-50 triệu, nhưng mà bây giờ tôi đầu tư một cái clip 500 triệu 1 tỷ, thì tôi hỏi các bạn khi nào mà đi hát mà lấy lại được cái số tiền đó. Bởi vậy chúng tôi phải làm nhiều điều khác để có cơ hội để cống hiến cho tất cả khán giả. Và cái quan trọng lớn nhất đó chính là tình cảm của mọi người. Và Phong muốn là mọi người phải đến đây bằng tình cảm.
phải sống bằng tình cảm thì chúng ta mới yêu thương nhau được. Còn đưa mic lên làm gì cho người ta. Bây giờ thì mình sẽ muốn mọi người, tất cả mọi người ở đây, tất cả anh em ở đây, anh em mình cái tình huynh đệ là suốt cuộc đời này, cho nên là nhất ngày hôm nay qua tiếng hát của Châu Khải, con bà Phong. Đấy. Anh Huy hát bài gì đây? Rồi anh sẽ hát một bài này để đúng cái ý nghĩa của đêm hôm nay và đúng cái tình anh em mình bao nhiêu năm nay là chơi với nhau, là gắn kết yêu thương. Đó là ca khúc Mãi Mãi Là Huynh Đệ. Bài hát này thì mấy anh em trong bộ phim Bố Già Đường Biên có xin anh cái bài hát này. Và tất cả anh em có thể lên kênh YouTube của Lương Gia Huy để có beat chuẩn nhất để hát nha. Còn mọi beat khác đều là những beat fake. 12 tháng 5 này Châu Khải Phong sẽ đi diễn trở lại. Và show diễn đầu tiên trong tháng 5 này Châu Khải Phong sẽ diễn ở tại phòng trà Amazing ở tại Sài Gòn. Và Phong sẽ đăng cái lịch diễn lên và đăng thông tin địa điểm. Và nếu như mà ai mà yêu mến và muốn đến đó để được tham gia đêm nhạc của Châu Khải Phong với những người bạn thì mọi người có thể đến và ủng hộ nha. Bữa đó anh em cùng đến ủng hộ em nhé. Ê sĩ, mai book cho anh hát chung luôn đi. Mai book luôn, mai nói bầu sau book hát chung luôn. Nhưng mà trước khi hát, đại ca hát một bài đi để lấy lòng em đi. Thôi một okay. Hát một bài trước nha. Hát một bài trước xong rồi Phong sẽ hát cái bài mà mọi nhiều người yêu cầu nhất đêm nay để tặng cho mọi người. Mời tất cả những anh em đội hình thân thương bên đấy nha. Có cậu em uống rượu là hơi bị dễ thương đó. Đó ok này. À, sao mà tự nhiên mình thua rồi, giờ anh nhớ em mà nha. Bên này thua nhiều quá thì khóc. Không phải thua hay thắng đâu, mà cái đây phần mềm của Vigo làm cho vui mà. Có phải thua hay thắng gì đâu, trên này anh chẳng biết chơi mấy này đâu. Ok, bắt đầu này, xin mời cả nhà cùng tặng hoa cho Huy để Huy hát bài này. Có cái gì à? Âm thanh phòng của Lương Đồng hay quá. Đây là một ca khúc nhạc hoa lời Việt. Nhạc hoa lời Việt nha các bạn. Trước đó đã có một cái lời Việt cũng rất là hay rồi, nhưng mà Huy thấy lời Việt bài này rất là chất anh em tình cảm, nên là Huy quyết định hát bài này. Ở bên cạnh ta những khi hiểm nguy, mới biết tình anh em cao quý. Chẳng chút nghĩ suy, đắn đo phiền lo, anh em sát vai như một nhà. Tình anh em ta khắc ghi, dù mai đây có ra đi, trong tim nguyện mãi là tri kỷ. Dù sông sâu kia có vơi, dù non cao kia có mòn, anh em trước sau thề sống trên. Tình nghĩa bao năm huynh đệ bên nhau, nguyện không phai ngày tháng đó mãi khắc ghi trong lòng. Chẳng biết mai nay đường đời ra sao, kẻ khốn khó người giàu sang, nhưng tình nghĩa chẳng đổi lòng. Tình nghĩa anh em như ngàn ngôi sao, đặt trên cao người chân thế chẳng thế nào thấu được. Hãy nhớ khắc sâu trong lòng tình anh em, dù phong ba ngàn bao tố người đàn ông ta chẳng mang, mãi mãi là huynh đệ. Okay. Anh là huynh, chú là đệ, suốt cuộc đời này anh em mình không bao giờ phai. Quý các bạn đang nghe ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt của nhạc sĩ Tây Giang sáng tác. Lời bài hát có tựa đề Mãi Là Huynh Đệ. Hôm nay cái giọng nó hơi khàn một chút, chiều nay đánh ham đánh cầu với anh Đàm quá. Chiều nay một đều, đánh độ luôn á. Chiều nay đánh sung quá nên là cổ hơi bị khàn chút. Cảm ơn Mr. Khánh. Cảm ơn mọi người tặng hoa. Ở bên cạnh ta những khi hiểm nguy, mới biết tình anh em cao quý. Chẳng chút nghĩ suy, đắn đo phiền lo, anh em sát vai như một nhà. Tình anh em ta khắc ghi, dù mai đây có ra đi, trong tim nguyện mãi là tri kỷ. Dù sông sâu kia có vơi, dù non cao kia có mòn, anh em trước sau thề sống chết. Tình nghĩa bao năm huynh đệ bên nhau,
nguyện không phai, ngày tháng đó mãi khắc ghi trong lòng. Chẳng biết mai này đường đời ra sao, kẻ khốn khó người giàu sang, nhưng tình nghĩa chẳng đổi lòng. Tình nghĩa anh em huynh ngàn ngôi sao, đặt trên cao người chân thế chẳng thể nào thấu được. Hãy nhớ khắc sâu trong lòng tình anh em, dù phóng ba ngàn bao tố người đàn ông đã chẳng mang, mãi mãi là huynh đệ. Tình nghĩa bao năm huynh đệ bên nhau, nguyện không bao giờ phai mờ, ngày tháng đó mãi sẽ khắc ghi trong lòng. Chẳng biết mai này đường đời ra sao, kẻ khốn khó người giàu sang, nhưng tình nghĩa chẳng đổi lòng. Tình nghĩa anh em như ngàn ngôi sao, đặt trên cao người chân thế chẳng thể nào thấu được. Hãy nhớ khắc sâu trong lòng tình anh em, dù phóng ba ngàn bao tố người đàn ông ta chẳng mang, mãi mãi là huynh đệ. Quý vị các bạn vừa nghe một bài hát chất tình cảm anh em xã hội. Những ai mà anh em yêu mến dòng nhạc chất chứa tình cảm, hãy ủng hộ cho Lương Như Huy bài hát này. Tuy rằng là một giai điệu cũ nhưng mà được đứng trên nền. Từ từ nào. Thì để em lấy cái tông. Tắt nhạc lên. Rồi. Bây giờ thì anh không hát nhạc yêu đương nhiều. Bây giờ chủ yếu là hát nhạc chất anh em xã hội. Cái hồi mà em đi học á, thì em có thi một cái giải, đó là chính giải Ariang. Cái giải này là cái bài hát đầu tiên trong cuộc đời mà em được nhận cái giải thưởng. Đó. Một cái giải thưởng mà dành cho tiếng hát học sinh sinh viên. Thì hồi đó em còn nhớ là mình được nhận một cái đầu đĩa, và hình như là cái phần thưởng là hình như 1.500.000 đồng gì đó. Nhưng mà đó chính là những cái giải thưởng đầu tiên giúp cho em có cái động lực và cái ước mơ để em đi theo cái con đường ca hát này. Nên hôm nay trong một cái bối cảnh như này thì mình muốn là mình sẽ tặng mọi người bài hát này. Đó chính là cái bài hát mà rất nhiều các bạn trẻ từ cái thế hệ mà 89X nghe khá là nhiều. Nhưng biết là 10X thì như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát này. Mà nếu như mà mọi người nghe ok á, mọi người nhớ là phải dành nhiều tình cảm hơn nhá. Tại vì rất là ít khi mà cho cái vong hát.